Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình airdrop nhận 42 token có ký hiệu là Adapad đến từ trang CoinMarketCap các bạn. Thì để tham gia giải hôm nay các bạn cần phải có một cái tài khoản trên trang CoinMarketCap.com các bạn. Sau đó thì các bạn login vào sự kiện nữa bạn. Thì các bạn nhấp vào ba gạch cùng nữa. Các bạn vào đây các bạn login vào các bạn. Sau khi các bạn login vào xong thì các bạn cho airdrop nữa bạn. Thì lưu ý chương trình airdrop này nó chỉ có đùm cho 5.000 winner may mắn thôi các bạn. Rồi bạn bấm vào join airdrop nữa. Làm airdrop này cũng hên xui. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn bấm vào After Wallet này các bạn. Dòng thứ hai thì follow tại Twitter CoinMarketCap nè. Máy này thì các bạn chỉ việc khai báo thông tin vào là được các bạn. Làm một lần một là lưu thông tin tất cả các bạn này. Các bạn theo dõi các bạn. Sau đó bạn bấm đáp lên. Rồi tiếp tục follow Twitter của dự án Adapad nè bạn. Network. Rồi. Con này chạy trên nền tảng ủa, đối tác của nó có Cardano luôn đó các bạn. Các bạn bắt up lên nè. Để mình xếp qua rồi, nãy giờ mình cũng chưa. Rồi, tiếp tục thì các bạn follow Facebook nữa các bạn. Trên Facebook thì các bạn like thì bạn mình đã like rồi các bạn. Rồi bạn bắt up lên các bạn. Tiếp tục các bạn join vào kênh group nè. Rồi trên trang CoinMarketCap thì bạn join vào các bạn. Máy này mình làm join hết trơn. Tiếp tục các bạn join kênh seller nữa. Trên kênh seller nữa các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Rồi tiếp tục join kênh channel nữa cái đó nè. Rồi các bạn join sao các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên các bạn. Thì các bạn chỉ việc khai báo thông tin thôi các bạn. Rồi xong đầu tiên thì các bạn dùng địa chỉ với pin Binance Smart Chain Bet20 trên chiếc wallet của các bạn nha các bạn. Các bạn sao chép địa chỉ ví nè, dán vô đây nè các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tại Twitter của tất cả các bạn. Thì các bạn mở tại Twitter của tất cả các bạn ra thì các bạn sẽ gặp được username tại Twitter các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn lấy username Facebook các bạn. Các bạn nhấp vào Facebook. Rồi sau đó các bạn nhấp vào mũi tên nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar của mình nè. Các bạn nhấp vào ba gạch đây nè. Các bạn sao chép link liên kết cá nhân của mình nha các bạn. Rồi sau đó các bạn chạy về trang CoinMarketCap nè. Các bạn dán cái đường link Facebook của mình nè. Rồi sau đó các bạn bỏ vô gạch này nè các bạn. Lưu ý các bạn thì trên Facebook thì các bạn tạo username Facebook cho mình nha các bạn. Các bạn nào không biết thì nhờ chị Google chỉ giùm. Rồi sau đó thì các bạn điền là username Telegram mình nè. Thì các bạn mở Telegram mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cục nè. Vào setting. Copy username mình nè. Cộng anh 5 số 2. Rồi các bạn chỉ việc mở ra thôi các bạn. 1, 2, 3. Rồi bạn bấm vào show này góp là xong các bạn. Ok, như vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia dự án nhận 42 token Adapad từ trang CoinMarketCap đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.